Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sensity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình mở port hay còn gọi là NAT port hoặc port forwarding trên router MIPU. Tất cả các dòng router MIPU thì đều có chung cách cấu hình, do vậy thì các bạn có thể áp dụng với tất cả các mã router như là các dòng MP1800X, MP1900X, MP2900X, MP3900X hoặc là các dòng NSR router. Trong thực tế thì chúng ta sẽ phải cấu hình mở port trên router MIPU khi các bạn muốn truy cập một dịch vụ nào đó trong mạng LAN từ ngoài Internet, ví dụ như là camera, website, SQL, v.v. Trong video này thì mình sẽ sử dụng một mô hình đơn giản gồm một router MIPU. Bên trong mình có một máy tính đang sử dụng dịch vụ Remote Desktop port 3389. Mình sẽ NAT port này để có thể Remote Desktop vào máy tính thông qua IP-WAN. Trước khi NAT thì các bạn sẽ cần phải kiểm tra dịch vụ trong mạng LAN trước. Nếu trong LAN mà dịch vụ chưa hoạt động thì khi các bạn NAT sẽ báo Cloud. Để kiểm tra thì các bạn có thể truy cập vào dịch vụ bằng các phần mềm tương ứng. Ví dụ mình đang NAT port 3389 thì mình có thể sử dụng Remote Desktop từ máy khác vào để kiểm tra. Nếu các bạn NAT port camera thì trước tiên các bạn có thể thử truy cập vào camera bằng phần mềm tương ứng. Hoặc đơn giản nhất thì các bạn có thể sử dụng Telnet trên Windows để test. Để sử dụng Telnet thì trước tiên các bạn cần bật dịch vụ này lên. Các bạn vào Control Panel. Program and Feature. Chọn Turn Window Feature on or off. Các bạn kéo xuống dưới cùng và tích chọn vào Telnet Client. Sau đó thì các bạn mở CMD của Windows lên. Gõ lệnh Telnet. Sau đó là IP-LAN của thiết bị đang muốn mở port. Trong ví dụ của mình là 192.168.10.10 và port dịch vụ đang cần NAT là 3389. CMD hiển thị màn hình đen như này là dịch vụ trong mạng LAN đã hoạt động, khi đó các bạn có thể mở port này. Trong trường hợp dịch vụ trong LAN không hoạt động thì CMD sẽ hiển thị thông báo không thể Telnet được. Mình sẽ tắt thử Remote Desktop đi. Khi mình tắt Remote Desktop đi thì chúng ta sẽ không Telnet được nữa, do port 3389 lúc này không hoạt động. Khi đó thì các bạn NAT kiểu gì thì khi check port 3389 cũng sẽ báo Close. Do vậy thì các bạn cần chắc chắn là dịch vụ đã hoạt động trong LAN nhé. Để mở port trên router MIPU thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đúng một câu lệnh này thôi. Protocol thì tùy vào dịch vụ các bạn đang NAT là port TCP hay là UDP. Ví dụ các port HTTP, HTTPS cho web hoặc 3389 cho Remote Desktop sẽ là TCP. Nếu không biết giao thức là gì thì các bạn có thể NAT cả TCP và UDP. IP Local là IP của thiết bị trong mạng LAN đang sử dụng port này. IP Public là IP trên cổng WAN của các bạn. Đối với router MIPU thì các bạn cần phải có IP tĩnh. Nếu sử dụng IP động thì các bạn có thể NAT qua tùy chọn Interface. Khi đó thì router sẽ tự động gán IP-WAN mới khi có thay đổi. Tuy nhiên thì cách này cũng không hiệu quả, do mỗi lần IP-WAN thay đổi thì các bạn sẽ cần phải truy cập lại dịch vụ bằng IP-WAN mới. Đối với dịch vụ DDNS thì MIPU hiện tại chỉ mới hỗ trợ hai DDNS của China là 3322 và Oray.com. Nên nếu các bạn mua dịch vụ từ hai nhà cung cấp này thì có thể cấu hình, còn không thì tốt nhất là các bạn vẫn nên đăng ký gói mạng là IP tĩnh. Port Public thì các bạn có thể cấu hình giống hoặc khác port local đều được. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng port giống port local. Mình sẽ cấu hình với port dịch vụ 3389. Với các dịch vụ khác thì các bạn chỉ cần thay đổi port là được. Nếu có nhiều port khác nhau thì các bạn chỉ cần lặp lại câu lệnh này với các port tương ứng. Phần Public IP này các bạn có thể chọn Interface nếu sử dụng IP động như mình đã đề cập.
các bạn sẽ nhập cổng đang quay PPPoE như router mình đang sử dụng là cổng DLL0. Còn nếu dùng IP tĩnh thì các bạn sẽ nhập IP WAN vào. Sau khi cấu hình xong thì các bạn lưu cấu hình lại. Cấu hình trên CLI sẽ đơn giản và nhanh hơn. Tuy nhiên nếu các bạn chưa quen với CLI thì có thể cấu hình trên giao diện web cũng được. Các bạn vào menu Network Setting, NAT, chuyển sang tab Port Mapping. Nhấn S để thêm mới. Protocol chọn TCP hoặc UDP. Nhập cổng dịch vụ vào Internal Port và External Port. Internal Address nhập địa chỉ IP nội bộ. External Address chọn IP nếu các bạn NAT qua IP. Hoặc Select Interface nếu muốn sử dụng IP động. Các thông số thì cũng tương tự như trên CLI thôi. Để kiểm tra chúng ta đã mở port thành công hay chưa thì có nhiều cách. Các bạn có thể vào website ping.eu, chọn Port Check. Trong OIP nhập IP WAN mà các bạn sử dụng để NAT. Port nhập port public mà các bạn đã NAT. Nhập captcha và nhấn go. Kết quả hiển thị open là các bạn đã NAT thành công. Nếu kết quả là close thì các bạn sẽ cần check lại dịch vụ trong mạng hoặc các thiết bị bảo mật như firewall xem có chặn các dịch vụ này không thôi. Còn với mỗi dịch vụ cần mở port thì các bạn chỉ cần một câu lệnh là xong. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình mở port trên router MyPu để người dùng có thể truy cập được dịch vụ từ xa. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.